đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Cuộc sống của Hoài Lâm trong 9 tháng giải nghệ bị cha nuôi Hoài Linh từ mặt như thế nào? Theo Hoài Lâm chia sẻ thì giữa anh và Hoài Linh đã có những hiểu lầm không đúng. Khi đang là một trong những tên tuổi được nhiều người chú ý, Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố giải nghệ 2 năm vào tháng 10/2018, lý do giải nghệ là vấn đề sức khỏe. Dù tiếc nuối nhưng rất nhiều khán giả hy vọng trong khoảng thời gian giải nghệ, sức khỏe của Hoài Lâm sẽ ổn định để sớm quay trở lại sân khấu. Trong suốt 9 tháng ở ẩn, Hoài Lâm khá kín tiếng, nhưng gần đây một clip anh hát trong đám cưới người thân bị lộ, khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi ngoại hình có nhiều thay đổi, đầu đinh, gầy gò và xuống sắc. Hoài Lâm hát trong đám cưới một người bạn sau nhiều năm tạm dừng sự nghiệp. Khi hình ảnh mới của Hoài Lâm vẫn là tâm điểm chú ý bàn tán trên mạng, thì bất ngờ anh tái xuất trả lời phỏng vấn giới truyền thông về cuộc sống của mình. Theo đó, trong thời gian rời xa sân khấu, Hoài Lâm đi lái xe để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dù là một người nổi tiếng nhưng Hoài Lâm không ngại những công việc đó. Mỗi khi có ai nhận ra, anh chào hỏi bình thường. Nam ca sĩ tâm sự anh muốn được trải nghiệm và va vấp với cuộc sống. Từ khi sống với bố, tôi có cơ hội va chạm showbiz rồi nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bị ngợp. Bây giờ tôi muốn va chạm nhiều hơn, muốn hiểu được dòng người đi qua đi lại như thế nào. Đi cà phê ra sao, tôi muốn có một cuộc sống thực sự bình thường ở Sài Gòn, Hoài Lâm nói. Còn về việc thay đổi ngoại hình, quản lý của Hoài Lâm cho biết, nam ca sĩ đang muốn theo đuổi một dòng nhạc khác. Tuy nhiên, quản lý của Hoài Lâm cũng tiết lộ rằng, trong khoảng thời gian giải nghệ, Hoài Lâm từng bị suy sụp tinh thần, thậm chí nam ca sĩ còn mất niềm tin vào những người xung quanh. Hoài Lâm suy nghĩ tiêu cực, sợ giao tiếp với mọi người, cậu ấy sợ cả sự nổi tiếng đám đông và sợ đứng trên sân khấu nghe tiếng hò reo, quản lý của Hoài Lâm chia sẻ với báo. Được biết, tình trạng tâm lý đó của Hoài Lâm đã thuyên giảm và ổn định hơn trong thời gian gần đây. Sắp tới, Hoài Lâm sẽ trở lại sân khấu lớn hơn so với dự kiến và theo đuổi một dòng nhạc hoàn toàn khác so với trước đây. Còn về chuyện bị bố nuôi Hoài Linh từ mặt, từng bị Đàm Vĩnh Hưng rò rỉ trước đó, Hoài Lâm cũng thẳng thắn đối mặt. Anh cho biết lý do Hoài Linh giận là vì không muốn con trai lập gia đình sớm, không muốn anh tạm giải nghệ như vậy. Giữa anh và Hoài Linh có những hiểu lầm không đúng, nhưng anh biết bố nuôi vẫn dõi theo mình. Nhưng rồi bố cũng hiểu, những khi bố đi diễn mà không thấy tôi, bố nói cảm thấy thiếu hụt và buồn. Những người khác có hỏi và đụng chạm đến cảm xúc của bố, rồi những hiểu lầm xảy ra và những lời lẽ không đúng lại đến. Bố vẫn theo dõi và đọc báo nhiều, tôi nghĩ cũng không quan trọng nhiều lắm, bởi con đường mình đi vẫn phải đi, phải kiếm tiền và lo cho cuộc sống, cho gia đình của mình, Hoài Lâm nói. Mua hàng hiệu trăm triệu rồi cho vào bồn tắm, lý do gì khiến Lan Ngọc chơi trội thế này? Ninh Dương Lan Ngọc bất lực mang hàng hiệu để vào bồn tắm vì tủ không còn chỗ trống. Ninh Dương Lan Ngọc hiện đang là nữ diễn viên đắt giá nhất màn ảnh Việt. Cô còn gây ấn tượng mạnh mẽ khi tham gia các game show đình đám. Với thành công hiện tại, Lan Ngọc có thể sở hữu bất kỳ món hàng hiệu đắt giá nào bởi mức cachet để mời được mỹ nhân 9X là không hề nhỏ. Mới đây, Lan Ngọc còn khiến người hâm mộ cười đau bụng vì mang những món hàng hiệu cô vừa mới tậu để vào bồn tắm với lý do là tủ đã hết chỗ rồi. Cụ thể, người đẹp chia sẻ dòng trạng thái hài hước như sau. Hết chỗ, giờ chui vô bồn tắm hết nha các bạn mới. Điều mà người hâm mộ đặc biệt là các tín đồ thời trang chú ý nhất ở đây chính là từ mới. Nghĩa là Lan Ngọc vừa mới sắm một loạt hàng hiệu khủng từ nhiều thương hiệu đình đám như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Lan Ngọc thường xuyên xách trên tay những chiếc túi đắt giá trong làng mốt. Bức ảnh và dòng trạng thái về hàng hiệu của Lan Ngọc thu hút đến hơn 42.000 lượt yêu thích. Theo đó, mỹ nhân đình đám mua cùng 4 chiếc túi xách, một đôi giày, một chiếc thắt lưng xa xỉ. Trong những món đồ mà Lan Ngọc mua có một chiếc túi đang rất hot. Phiên bản mới, Hồ Ngọc Hà cũng sở hữu một item tương tự với mức giá 115 triệu đồng. Ở tuổi 29, Lan Ngọc có mọi thứ trong tay, tài năng diễn xuất, nhan sắc ngọt ngào, sự nổi tiếng và vô số món đồ hiệu đắt giá. Tuy nhiên, mỹ nhân 9X vẫn giữ được sự vui vẻ hồn nhiên như ngày nào. Đó cũng chính là điều đặc biệt giúp Ngọc luôn được người hâm mộ yêu mến và luôn theo dõi từng bước đi của cô. Lan Ngọc có tình yêu rất lớn với giày và túi xách. Đây là hai phụ kiện mà cô chia mạnh tay nhất để sắm sửa. Một thiết kế giày da đang gây ấn tượng của Off-White được Lan Ngọc mua cách đây không lâu. Những đôi giày nữ tính và đắt giá của Ninh Dương Lan Ngọc. Giày mũi nhọn với chiều cao từ 5 đến 10 phân luôn được Lan Ngọc mê đắm. Lan Ngọc từng khoe khéo chiếc nhẫn kim cương hình trái tim đắt giá, gu thời trang quyến rũ nhưng đầy thanh lịch. Lan Ngọc chưa bao giờ định hình phong cách thời trang nhất định cho mình, cô luôn biến hóa.
Váy áo không quá cầu kỳ, nhưng với cách lựa chọn trang phục phù hợp với vẻ đẹp và tỷ lệ hình thể giúp cô thêm xinh đẹp. Lan Ngọc cũng rất thích diện vest, sự mạnh mẽ và thanh lịch đúng với một phần tính cách trong con người cô. Lâu lâu lại thắp sáng mạng xã hội bằng những chiếc váy sequin lung linh. Lan Ngọc diện váy sẽ sâu hút, khoe thêm ngực căng đầy nóng bỏng. Tan chảy bộ ảnh Trấn Thành và Harigon tại Paris, khóa môi tay trong tay cực ngọt, nhìn vào là muốn yêu ngay. Hai vợ chồng nghệ sĩ Trấn Thành Harigon đã có một chuyến lưu diễn ở Pháp và tranh thủ lưu giữ những kỷ niệm đẹp tại đây từ hồi tháng 4, 2019. Loạt khoảnh khắc ôm hôn thắm thiết của Trấn Thành Harry trên thành phố Paris vừa được nhiếp ảnh gia Mạnh Bi đăng tải. Được biết, hai vợ chồng nghệ sĩ đã có một chuyến lưu diễn ở Pháp và tranh thủ lưu giữ những kỷ niệm đẹp tại đây. Từ hồi tháng 4, 2019, đứng giữa thành phố hoa lệ và lãng mạn nhất thế giới này, đương nhiên họ cũng không quên trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào để có những bức hình cực tình cảm. Sau khi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2016, Harry Won Trấn Thành có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cặp đôi ngoài thường xuyên đi du lịch, còn liên tục chia sẻ hình ảnh dìm hàng một nửa lên mạng xã hội. Từng bị hoài nghi chuyện tình cảm, song đến thời điểm hiện tại, khó ai có thể nói gì nữa về cuộc sống của đôi nghệ sĩ tài năng. Khán giả hiện tại chỉ còn đợi cặp đôi sinh con trong thời gian tới. Trấn Thành Harry Won khóa môi ngọt ngào trên đường phố Paris. Hình ảnh được ghi lại trong chuyến công tác của cặp đôi. Sau đám cưới, cả hai luôn giữ tình cảm như thuở mới yêu. Ai cũng mong ngóng cặp đôi sớm sinh con trong năm 2019. Sau những chuyện tình không trọn vẹn trong quá khứ của cả hai, Trấn Thành Harry Won vừa đủ duyên và đủ phận để về chung một nhà. Năm 2016, khi cả hai quyết định kết hôn với nhau, nhiều luồng ý kiến trái chiều của cư dân mạng xuất hiện. Nhiều người cũng ngờ vực tình cảm họ dành cho nhau và nghi ngờ về cuộc sống hôn nhân của họ. Nhưng đám cưới Harry Trấn Thành 3 năm về trước vẫn là một dấu mốc kỷ niệm lớn chứng minh tình cảm thực sự của cả hai dành cho nhau. Cho tới thời điểm hiện tại, dường như ai cũng phải công nhận hôn nhân viên mãn và tình cảm mặn nồng của cặp đôi. Đôi vợ chồng đầy tài năng và nhiệt huyết, thường xuyên đi du lịch cùng nhau và có những chia sẻ hài hước về đối phương trên mạng xã hội. Ngay cả khi xuất hiện trong chương trình thực tế, cặp đôi cũng không ngần ngại thể hiện sự quan tâm dành cho nhau, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Đôi nghệ sĩ tay trong tay thắm thiết và mặn nồng tình cảm ở Paris khiến dân tình ghen tị và trầm trồ. Hoài Lâm chính thức lộ diện sau nửa năm giải nghệ, cùng vợ chồng khởi mi tập luyện trước thềm live show Hoài Linh. Hình ảnh Hoài Lâm tích cực tập luyện sẵn sàng trở lại trong live show sắp tới của Hoài Linh sau hơn nửa năm giải nghệ khiến người hâm mộ vô cùng mong đợi. Cách đây ít lâu, thông tin Hoài Lâm rục rịch trở lại sau nửa năm giải nghệ khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao. Thông tin được chính các Phượng chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó, năm ca sĩ sẽ xuất hiện trong live show sắp tới của Hoài Linh mang tên Phù Thổ và Tám Nàng Tiên, diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tới. Kịch bản và danh sách nghệ sĩ góp mặt hiện đã hoàn tất. Mới đây, những hình ảnh hậu trường tập luyện của các nghệ sĩ trong live show của Hoài Linh được các phóng viên ghi lại. Bên cạnh sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi như Minh Nhí, Chí Tài, lần xuất hiện của Hoài Lâm trên sân khấu nhận được nhiều sự chú ý. Nam ca sĩ diện trang phục giản dị có mặt trong hậu trường để cùng đọc kịch bản và tập duyệt trước thềm show diễn với các đồng nghiệp khác. Được biết, anh sẽ đảm nhiệm vai Hoàng tử Caribe trong buổi biểu diễn. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng, sự tái xuất của Hoài Lâm khiến nhiều khán giả vô cùng mong đợi. Sau những lời phỏng đoán, hình ảnh Hoài Lâm xuất hiện trong hậu trường live show của Hoài Linh được các phóng viên ghi lại. Sau hơn nửa năm vắng bóng, anh trở lại với diện mạo nổi bật. Diện trang phục giản dị đến tập dượt trước thềm chương trình. Anh ghi lại khoảnh khắc vui vẻ với các đồng nghiệp sau hơn nửa năm gác mic. Sự tái xuất của quán quân gương mặt thân quen khiến nhiều khán giả mong đợi. Trước đó, các Phượng bất ngờ chia sẻ danh sách các nghệ sĩ xuất hiện trong live show Phù Thổ và Tám Nàng Tiên. Đáng chú ý là sự tham dự của Hoài Lâm trong vai Hoàng tử Caribe. Live show quy tụ nhiều gương mặt khác như Khởi My, Xuân Tiến, Minh Dự, Thanh Duy, Đại Nhân và Johnny. Hội bạn thân Khởi My, Kevin Khánh, Thanh Duy cũng góp mặt, hứa hẹn mang lại những tiếng cười sảng khoái trên sân khấu. Sau kết hôn, Khởi My không còn xuất hiện nhiều như trước. Hoài Linh và các nghệ sĩ đang ngồi lại chăm chú nghiên cứu kịch bản. Hiện tại, nghệ sĩ Hoài Linh cùng các diễn viên đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho live show diễn ra vào ngày 20 tháng 7 sắp tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù rất mệt nhưng Hoài Linh và các đồng nghiệp vẫn vô cùng hào hứng trêu đùa nhau và khi lại những khoảnh khắc hậu trường đáng nhớ.
Tháng 10, 2018, Hoài Lâm bất ngờ hủy toàn bộ show diễn cá nhân và chia sẻ quyết định giải nghệ trong 2 năm sắp tới khiến công chúng vô cùng sốc. Trong thời gian vừa qua, anh dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn gái Bảo Ngọc. Nguyệt Ánh, Cổng Mặt Trời cùng ông xã Ấn Độ tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho quý tử. Vừa qua ngày 6 tháng 7 là ngày con trai nữ diễn viên Cổng Mặt Trời Nguyệt Ánh tròn 1 tuổi. Để kỷ niệm cho ngày đặc biệt này, cả hai đã cùng tổ chức tiệc sinh nhật. Nhân dịp con trai Nanda tròn 1 tuổi, nữ diễn viên Nguyệt Ánh cùng ông xã Ấn Độ Eswarao đã tổ chức tiệc giản dị mừng sinh nhật con trai. Vợ chồng nữ diễn viên Cổng Mặt Trời Nguyệt Ánh tổ chức buổi tiệc thôi nôi con trai tại thành phố Hồ Chí Minh. Để cho con trai Nanda có một ký ức đáng nhớ khi tròn 1 tuổi, Nguyệt Ánh và cả ông xã Ấn Độ đã bàn nhau chuẩn bị từ trước sinh nhật cách đây vài tuần. Trong buổi tiệc sinh nhật ấm cúng cùng gia đình, Nanda được mẹ Nguyệt Ánh chọn cho bộ trang phục hết sức bảnh bao là chiếc áo dài trắng với họa tiết đơn giản, có thể thấy bé càng ngày càng lớn càng đáng yêu. Nhân dịp con trai Nanda tròn tuổi mới, Nguyệt Ánh đã chụp cho con trai những hình ảnh đầu đời đáng yêu và đóng thành cuốn album lưu về kỷ niệm. Những hình ảnh đi kho trang trí đủ màu sắc trong tiệc sinh nhật, chính tay Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ đã tự tay làm cho con trai. Không gian tiệc sinh nhật ngập tràn sắc màu của chàng hoàng tử nhà nữ diễn viên Nguyệt Ánh. Trong bữa tiệc sinh nhật, Nguyệt Ánh đã cho con trai diện chiếc áo dài nhí vô cùng đáng yêu. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thích thú và dành những lời khen ngợi cho sự đáng yêu của quý tử nhà Nguyệt Ánh cùng ông xã người Ấn Độ Eswarao. Cách đây vài ngày trước, Nguyệt Ánh cũng đưa con trai cưng đến dự tiệc sinh nhật hoành tráng của Bảo Bảo, con trai Thúy Diễm Lương Thế Thành. Được biết, ông xã Nguyệt Ánh là giáo viên dạy yoga, đang sống ở thành phố. Sau kết hôn, nữ diễn viên khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư của cô và gia đình. Mới sinh con nhưng nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn như thời còn son rỗi. Kể từ khi kết hôn, Nguyệt Ánh hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, Nguyệt Ánh đã hoạt động những chương trình từ thiện cho các em học sinh nghèo vượt khó và cùng chồng phụ quản lý lớp yoga và bán hàng online. Nguyệt Ánh cũng từng tâm sự khi hỏi về có cho con trai lớn sau này hướng về nghệ thuật. Nữ diễn viên nói, Ánh cũng không muốn sau này con lớn theo con đường nghệ thuật, miễn là con lớn lên trưởng thành và làm công dân tốt là mọi thứ ok lắm rồi. Có lẽ nói về showbiz của mỹ nhân Việt, Nguyệt Ánh là nữ diễn viên tài năng xinh đẹp không có ồn ào. Người hâm mộ còn ngưỡng mộ với Nguyệt Ánh cuộc sống bình lặng, hạnh phúc bên con trai và ông xã người Ấn Độ.